không có hút thuốc, với lại đừng có để móng tay dài. Xe bàn tay ra coi. Ờ, hên quá. Mày cắt. Mới. Ủa là bình thường cũng dài nữa hả? Dạ không, dài là em cắt cả. Mời bạn nữ. Chào chú. Chào hai bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình nào. Em xin giới thiệu, em tên là Huỳnh Đức Trí. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư của một công ty xây dựng. Quê em ở Đồng Nai. Và em lên Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chú Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào con. Chào anh bên kia và chào anh chị khán giả. Em tên là Duyên, em đến từ Cần Thơ. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là tư vấn tài chính. Ở Cần Thơ hay là ở Sài Gòn? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, là mình làm việc trên đây rồi ha. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình, điểm mạnh về điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh đó là cũng hòa đồng với mọi người, dễ làm quen nói chuyện. Còn điểm yếu thì hay hờn, hay giận, với lại có nhiều lúc cũng run. À, mỗi lần hờn giận vậy rồi ai năn nỉ? Dạ, thì người nào làm thì người đó năn nỉ. Người nào làm thì đó năn nỉ. Mà sao mới có 22 tuổi mà đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi? Dạ, tại vì mẹ em á thích coi chương trình này. Rồi cái nói đăng ký đi, em cũng thích coi, rồi cái em đăng ký luôn. Rồi bây giờ nếu chọn ở bên kia mà đúng đối tượng đó rồi mình có đi tiến tới hôn nhân không? Dạ, thì quen tìm hiểu rồi sau này thì mới tiến tới hôn nhân được. Khoảng bao nhiêu năm nữa thì mới đám cưới được? Cỡ 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa ha. Rồi bạn trai, bạn giới thiệu về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em có thể ca hát, chơi thể thao. Tất cả những cái việc trong nhà hầu như là cái gì em có thể làm được hết. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi thẳng tính và nóng tính một chút xíu. Nhưng mà qua thời gian khi đi làm thì cũng có thể kiềm chế được. Rồi đâu, mình điểm mạnh ca hát rồi mình ca thử một khúc, một đoạn nào thử các bạn. Thì đến chương trình ngày hôm nay em cũng muốn gửi một ca khúc. Đó là bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Mời bạn. Dạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những anh mang muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông cuộc đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Mến man bên tràn thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tinh sáng. Mắt anh kiếm tiền, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi. Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Trời ơi, kỹ sư xây dựng mà hát hay vậy, sao ế? Dạ, thì cái công việc của em đặc thù là chỉ tiếp xúc với công nhân, mà đặc biệt là công nhân nam. Với cát đá, xi măng là chính. Cho nên thì cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều bạn nữ thì nó cũng không có chị. Cho nên ế tới giờ. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng 2 mối tình chính thức. Và nhiều mối tình không chính thức đúng không? Dạ thì cũng có mình nhiều. Mình có tìm ra được nguyên do tại sao mình lại chia tay những mối tình đó không em? Dạ, thứ nhất là do cái tính tình mình không có hợp. Và cái cách chia sẻ của mình nó không có đồng điệu với nhau á. Cho nên nó dẫn đến cái chia tay. Chứ thực sự thì quen nhau thì cũng không có muốn là mình chia tay. Tại vì quen nhau rất là khó, mà bỏ nhau còn đó là chuyện khó hơn. Cho nên em muốn mình chững lại một thời gian để mình tìm một người nào đó thích hợp để mình quen lâu dài và tính hôn nhân luôn. Tại sao hôm nay bạn đến đây mắt bạn buồn thế? Người ta nói em mặt em nó buồn như thế thôi. Dạ. Mặt buồn thôi chứ thật ra là người không có buồn hả? Dạ. Mặt rất là buồn. Rồi đó là chia sẻ của bạn trai.
Bạn gái bên kia cảm giác thế nào bạn? Bạn cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Nghe hay mà cũng ấm. Mình đặt ra tiêu chuẩn tìm người bạn trai là người như thế nào? Dạ, đầu tiên thì cao ráo, trên 1m7. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m63 chị. 1m63, dạ. Kiếm trên 1m7, đúng rồi. Dạ, đừng có gia trưởng, đừng có hay nói dối, với lại tham có hút thuốc, với lại đừng có để móng tay dài. Trời, cái câu này, tôi cũng ghét mấy cái vụ này lắm. Dạ, dạ. Coi cái đó nói tiếp. Dạ, chào chị. Xe bằng tay ra coi. Hên quá. Mày cắt. Mới. Ủa là bình thường cũng dài nữa hả? Dạ không, dài là em cắt à. Có hút thuốc không? Dạ không. Rồi, cao mét mấy? Dạ, 1m82 chị. Dữ vậy? Dạ. Rồi, mới hỏi có nhiêu đó để về hỏi nữa. Tại nghe cái vụ móng tay dài nên sập qua liền. Để móng chân dài được không? Có cái gì không thích nữa không? Không thích nhuộm tóc chị. Không, hình như không có nhuộm. Mẫu của người lý tưởng giống ai? Giống chú Huyền Linh. Đẹp không chú Huyền Linh? Cái tính tình với lại biết lo cho gia đình, thương gia đình đó. À vậy ha, rồi để hỏi lại. Tính tình có giống chú Huyền Linh không? Biết tính chú Huyền Linh là sao không? Dạ, chưa. Ai dưới đó bê đê vậy? Ai nói vậy? Nói vậy chứ bạn không thích điểm gì hả người phụ nữ? Em không thích là tính lăng nhăng chị. Và nhiều chuyện. Phụ nữ ai lăng nhăng? Nhiều chuyện thì cũng như có, chút đỉnh. Rồi về ngoại hình. Về ngoại hình thì cao từ 1m6 trở lên được rồi. Tại vì em 1m8. Anh đây 1m63 cao lắm. À dạ vậy được. Được. Ngoại hình thì cân đối, gương mặt thì nhìn dễ thương, nhìn phúc hậu thôi. Chứ em không đòi hỏi là phải lộng lẫy như thế nào đó. Bây giờ cổ mới 22 tuổi hả? Rồi chuyện nào tiến tới bạn, chuyện nào tiến tới hôn nhân được? Thì nãy bạn mới nói là cũng nói là khoảng 2 năm. Đúng rồi. Thì dự định em cũng như vậy. Vậy hả? Tại vì cái công việc của em nó mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Khi mà mình cưới về mình lỡ có con thì con mình không chăm lo được thì rất là tội nghiệp cho nó. Em nghĩ tới như vậy. Dạ. Mà đúng anh Huyền Linh nó đúng á, mặt buồn vậy. Dạ. Tươi cười lên, tươi lên. Nhưng phần nãy giờ trời đói bụng quá chị. Vậy hả? Rồi vậy chúc hai người dẫn nhau đi ăn luôn, mời bạn gái đi ăn luôn. Dạ. Cười lên. Rồi vậy nha. Chúc kéo màn lên là phải cười y chang vậy nha. Con đẹp trai mà. Để hôm qua coi đàn gái thế nào nha. Tao nói Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thử có về không? Ồ, chào con. Dạ. Trời dễ thương quá. Mẹ kêu đi đăng ký chương trình bạn muốn hẹn hò. Mẹ có gửi gắm yêu cầu gì không? Mẹ có nghe rồi. Mẹ kêu thì người thì con chọn là được rồi. Nhưng mà nói với bạn trai là nếu mà có quen rồi cưới về á là yêu cầu duy nhất là đừng có trả gì nên sản xuất là được. Nào dễ thương vậy. Dễ thương quá. Được rồi. À, được. Ổn. Vậy bữa nay mẹ có lên theo không? Dạ không chị. Bữa nay có đi ai đi theo ủng hộ mình không? Có mấy anh chị đồng nghiệp với cái chị cùng phòng với bạn của em. Ồ, đông lắm hả? Có mấy người. Chào các bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi chào bạn. Chào các bạn trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Duyên là cô bé thật sự em ở chung thì em thấy rất là dễ thương. Rất là quan tâm đến người khác. Đôi khi tính tình có hơi bướng bỉnh chút xíu. Nhưng mà thật sự là em nghĩ là anh mà gặp cô bé đó thì chắc anh cũng sẽ bấm nút thôi. Rồi nhận xét về ảnh thì như thế nào? Em thấy thì anh cũng là người chững chạc. Nhìn cũng được. Có cơ hội hai người gặp nhau thì có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Trai đi với ai em trai? Giờ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình hả? Rồi có mọi người ủng hộ bạn nha. Vấn đề giờ hai người sẽ gặp nhau. Tươi lên, tươi lên. Cười ơi, tươi hai lên. Người này mặt buồn quá. Một cô gái nha, rất là dễ thương. Cười liền nha bạn trai. Rồi nào. 2, 3, cười. Chào anh. Hôm nay anh có món quà muốn tặng em. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ và xinh đẹp như món hoa này. Dạ, cảm ơn anh. Chàng trai có giọng hát rất là truyền cảm. Đối với công việc đó, thì anh có phải là người của công việc không? Anh nghĩ là người của công việc. Hiện tại bây giờ thì nếu như ban ngày về thì anh chỉ ở nhà và làm những công việc buổi tối. Để buổi sáng mình chuẩn bị mình đi làm thôi. Chứ còn đi chơi thì cũng ít có thời gian để đi chơi lắm. Mình cảm nhận người đối diện thế nào hả em trai? Dạ, bạn gái rất là dễ thương. Rất là nhìn rất là hiền hậu. Còn nhỏ nhõng nhẽo hay giận hay hờn, chịu khó năn nỉ nha. Dạ, cái đó em chỉ được. Ừ, chỉ được hả? Bạn gái cảm nhận bạn trai như thế nào? Nghe giọng thì thấy nghiêm, với lại anh có gia trưởng không? Thì nói về gia trưởng thì nếu mà gia trưởng quá thì cũng không tốt. Nhưng người đàn ông cần phải có một cái chính kiến của mình ở gia đình. Thí dụ như là một cái sự kiện, công việc gì đó cần phải có một quyết định. Thì người đàn ông là người quyết định sau cùng. Đối với anh là như vậy. Nếu như cô ấy nhõng nhẽo thì em trì bằng cách nào? Nếu mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Được không?
Thì để coi anh nhõng nhẽo sao. Chứ chưa thấy ai nhõng nhẽo. Thôi giờ thử nhõng nhẽo coi anh nhõng nhẽo sao. Thôi giờ em không chịu đâu. Thì sao? Thôi cái đó nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo hai người thôi, chứ nhõng nhẽo nhiều người sao nhõng nhẽo được. Đúng rồi. Nói một câu gì đó tỏ tình đi. Tự nhiên nói giờ em không biết hát bài gì luôn. Lâu đài tình ái. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Vì lâu đài. Hai câu hết. Dạ. Rồi, rất là dễ. Bây giờ chúng ta chỉ còn suy nghĩ và bấm nút thôi các bạn. Đây là giây phút quan trọng. Những phút ngắn ngủi mình tâm sự với nhau, nhưng cũng đủ để mình kiểm tra lại cảm xúc của mình. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi, nắm tay bạn gái đi. Xứng đôi quá ha. Cặp này xứng đôi à. Trai tài gái sắc đấy. Hãy cố giữ lấy nha. Những gì mình có ngày hôm nay, đó là một cái kỷ niệm đầu đời rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng hạnh phúc sẽ rất là mau đến với các bạn. Em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Em hay khóc. Ủa sao vậy? Diễn viên khóc, hôm nay em cũng khóc luôn. Em cũng là tính của hai giống bạn nữ vậy. Vô đi. Buông đâu. Trời ơi, cặp nữa thì... Không buông đâu. Không buông ha. Không buông đâu. Nắm chặt tay nhau. Đúng không? Hai các bạn hãy còn đang ế cho thầy nắm chặt tay nhau với những người mà mình cảm giác tình yêu đã đến, để tìm hiểu, để đi đến hôn nhân. Còn bây giờ thì tôi lại tiếp tục tìm một cặp đôi họ nắm chặt tay như thế này quý vị nha. Mời quý vị đến cặp đôi thứ hai. Hả ma. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Gì la dữ vậy? Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở thành phố chị. Làm thành phố, quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Dạ, chào bạn nữ bên kia. Dạ, em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ, em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ, em đang làm việc ở một công ty đón tàu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là đốc công anh. Dạ, đốc công viên giám sát công nhân nó làm. Dạ. Cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe? Dạ, anh em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì em cũng là tính cô hơi giống bạn nữ vậy. Trời ơi. Chơi mà có thiệt luôn trước hả? Em có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình Bạn Muốn Hò, mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi, chị á cũng có chồng rồi ạ. À. Thì xem cái cặp đó em cũng... Anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? Dạ, chị bán cơm với anh bảo vệ. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Dạ. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc hay đúng rồi. À, mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ, khoảng cao 1m7 trở lên, có mắt to, sáng, với nụ cười đẹp của đăng trởn đó chị. Trời ơi, có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Nụ cười đẹp. Cười hết. Này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Dạ, nụ cười giống anh là đẹp rồi. Dữ. Thôi, cười giống anh. Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mình không thích người bạn trai? Dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng với lại cự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị. Tính nhỏ nhen hay tính toán chứ. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có quan nói là không có lăng nhăng thì cái đó thì em chắc chắn không lăng nhăng. Tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường cái vụ này nguy hiểm lắm á. Dạ chị. Ủa sao vậy? Sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu để... Đứng, đứng lên coi, đứng lên coi, có tiền không? Có tiền không? Lên được dạ, em 1m73 chị. Không, mà
liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị, nói tới anh. Chắc không? Dạ chắc ạ, à. Dạ. Thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em 100% chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh chó ngợp là uống chai bia vô. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Chúc cho hung bên kia được không? Chắc có hồi hộp lắm á. Được. Trời ngon lắm chú Bộ, đừng có giỡn. Chờ chút xíu em coi coi. Ủa mà nhỉ? Em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa chính thức luôn hả? Dạ có một cái chính thức ạ. À. Chứ có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ có 1 tháng anh. Trời ơi yêu nhau lâu ghê vậy đó. Ủa sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ anh đó anh hay đòi hỏi lắm anh. Đòi hỏi gì ạ? Dạ đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ hơn cái đó nữa. Hơn nữa. Dạ. Hơn thôi không hỏi. Anh là dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Sao không? Đừng có mọt chọt quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét. Nhưng mà họ cho nắm tay là được rồi nha. Dạ nắm thôi đừng làm gì nữa. Có hùng nữa đó. Dạ thôi nắm tay không, thôi. Đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó. Nhau được không? Không tôi khỏi hà màng luôn. Dạ vậy cũng được. Hung được, hung được. À, bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có 1-2 mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, như sao nhìn dễ thương. Dễ thương rồi được rồi. Cô gái dễ, dễ thương lắm. Nè không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi chào chị. Dạ em là chị dâu của bạn Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Thôi để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe kế tiếp coi sao. Dạ con là cháu của chú Cường ạ. Cháu hả? Dạ. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên này dễ thương á, hợp với chú của con ạ. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì để đi làm vậy thôi, không có thời gian. Cho nên là chưa có tìm hiểu với bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu ạ. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt á nha. Rồi, dạ. Bạn gái dạ, đi em, với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu, bên anh rể. Dạ, chào chị Cát Tường với chú Hương Linh. Dạ, chào anh bên đây luôn ạ. Con khỏe không? Dạ con khỏe lắm, chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ. Con thấy sao con? Con thấy hôm nay anh cũng được, anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha. Có yêu cầu anh trai, anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị. Anh thấy anh cũng hèn lắm nên chắc có vấn đề đó, chắc em yên tâm đi. Anh nghĩ chắc chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên nào cũng hiền hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi kéo màn lên người, đi. Mạnh dạn lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. Hả? Cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Dạ, chúc em cũng ngày nào cũng xin yêu bó hoa này nha. Dạ em cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Dạ. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay 4-5 tháng thôi. Thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để tìm vợ trên chương trình này. Nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi anh ấy, ồ chương trình này quá hay, quá ý nghĩa. Nên anh quyết định tham gia chương trình này. À. Thấy ảnh nụ cười anh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ, miễn cười đẹp anh được không ạ? Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á nữ á để mà mình mạnh dạn tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ mẹ em cũng hối lắm rồi, nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình, với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới ạ. À, ủa à, sao em giống anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là và đó là lý do nhất. Và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt. Cái gia đình anh có thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? À, cái vấn đề nhà, việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước, sửa điện, thứ là anh đó làm được, ok. À, em đang tìm người biết sửa điện, sửa nước. Ủa bạn nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất?
Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Con muốn thì... vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 đứa. Em em thích 3 đứa à. À, phải có ít nhất điều kiện ít nhất phải có 1 đứa con gái. Dạ, em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà xin con gái thì anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được không? Dạ. Dạ. Anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên suy cho cùng thì anh nên nằm bỏ quan, không bên Tây bên Tàu mà trở về hương Việt Nam. Anh cầm đón chân sang chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi trời. Ông hát mà ông căng thẳng dễ sợ. Lúc nào mà vợ buồn thì buồn là hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ anh cho em giữ không vậy? À, thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ. Nhưng mà anh thì tự nhận anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém luôn anh ơi. Để chị giữ cho. Để anh với Tường giữ cho. Tôi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em. Từ cái nhìn đầu tiên rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Quá xuất sắc. Em á, về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm. Nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. À. Em trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ, nhiều có ai nói gì không? Dạ con. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ không bấm nút hả? Dạ. Nào 3 2 1 hết thời gian. Bạn nữ là bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi, không đi em. Nụ hôn đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, càng bấm tay quá vậy ơi. Rồi đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2, 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa chưa đụng hả trời, bạn gái nó chưa đụng kìa. Chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chừng nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im. Im luôn. Thôi hợp quá. Thôi hợp quá. Diễm có cái vụ này lắm nha. Cặp này như là kiếp trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ trời ơi, xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ừ. Cũng được. Được ha. Tự mình đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chỉ cách cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai. Dạ em xin chào anh Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào tất cả mọi người ở trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Quốc An. Em đến từ vùng đất Hép Thành Đồng, Củ Chi. À. Em năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. An làm gì An? Hiện tại em là nhân viên kế hoạch vật tư. Em làm việc cho nhà máy ô tô chuyên dùng Samco Củ Chi. Bây giờ tới nhà gái giới thiệu nè. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nam bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hồ Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1992, sinh ra ở Bình Thuận và đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng là nhân viên văn phòng. Em có ưu điểm khuyết điểm gì An? Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em thì em không hút thuốc và cũng ghét hút thuốc lắm. Em thì nhậu nhạc thì có điểm dừng. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em hiện tại em là người nói chung là cũng hút khá nhút nhát với những người xa lạ. Khuyết điểm thứ hai của em là hay quên á. Mỗi lần mà đi làm về á, bút đồ em hay giặt cái tay áo á, em hay quên rồi cái giặt đồ em giặt luôn. Giặt luôn. Chừng nào nó hư cái máy là biết mình nhớ không? Dạ không, khi nào giặt xong mà phơi em thấy nó sao cái màu này nó đẹp quá. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, gọn gàng. Được bạn bè nhận xét là lạc quan, vui vẻ và hoạt bát.
Tốt quá. Về khuyết điểm của em thì là em cũng ngại trước đám đông, cũng sẽ kiểu nói nhiều với lại người thân, nhưng mà gặp người lạ thì em lại ít nói và rụt rè hơn. Đường tình duyên sao rồi anh? Tình duyên của em thì nói chung là cũng dăm ba mối tình, nhưng mà không có mối tình là chính thức hết, toàn là thoáng qua không à. Thoáng qua hả? Dạ. Cái vèo và cái xong. Vèo là lâu không, mấy tháng? Có mối thì cũng có một cả năm, có mối thì 2-3 tháng. Em biết lý do tại sao nó thoáng qua hoài vậy không? Em cũng không biết, chắc là duyên số hay sao đó. Không phải duyên số, mình có lỗi gì với người ta hay không, hay người ta có lỗi gì với mình hay không? Dạ, một phần cũng là do cả hai. Cả hai. Dạ. Nhưng mà lỗi của em là gì? Giống như là lúc còn mới quen thì lúc đó em cũng chưa chững chạc nên là ít quan tâm một tí. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ yêu phải quan tâm nha. Yêu con gái người ta mà không quan tâm là người ta bỏ đúng luôn á. Dạ. Quan tâm nó quan trọng lắm. Ha. Rồi, đó là mình nhận ra được cái lỗi của mình là tốt rồi. Đã bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình. Mối tình đó xảy ra thời sinh viên, kéo dài 2 năm. Và sau khi ra trường thì hai người tập trung vào công việc, cho nên là dần cảm thấy xa cách và không hết duyên. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với tiêu chí thế nào? Có ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi. Dễ nhìn. Con gái ai cũng dễ nhìn hết trơn, quan trọng mình có nhìn thấy hay không thôi. Em thì hết mỗi người mang tính chất truyền thống hơn. Truyền thống hả? Dạ. Nói chung rồi. Là cách ăn mặc thì nó giản dị, nói chuyện gì nhỏ nhẹ. Ừ. Rồi có điểm gì không thích ở phụ nữ không? Em hết, không hết phụ nữ là không thủy chung. Không thủy chung. Chào em. Dạ, chào không chị. Chỉnh chu. Đúng không? Không thủy chung. Anh nhà gái sao nè? Bây giờ nhà gái của mình là mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào? Dạ. Em thì cũng không có mẫu hình lý tưởng cho riêng mình, nhưng mà em thích người đàn ông mà không hút thuốc, có tính hài hước và em cảm thấy thoải mái khi bên bạn ấy là được. Em thích những người có mập mạp một xíu. Chết rồi. Tại vì em thấy mập mạp thì sẽ dễ tính. Chết em rồi. Mập chị khổ em ơi. Mình nó hơi mỏng nè. Mập giống như anh. Có hút thuốc không? Chị. Dạ rồi ghét thuốc mà. Ghét qua tôi coi coi vụ này nhà gái. Không, trời truyền thống không? Dạ. Truyền thống. Xinh xắn dễ thương, cười rất là tươi nha. Bây giờ em rõ ràng ghét đàn ông gì nhất nè? Ghét đàn ông nói nhiều. Ghét nói nhiều thôi chứ không có ghét MC đâu, dạ. Đừng lo. Tôi nói từ sáng tới giờ rồi đó. MC mà không nói là mệt lắm. Mới vừa hòa hỏi nói ngay MC luôn. Nói từ sáng tới giờ chưa ngưng luôn á. Đúng chuyên môn luôn. Đừng ghét anh nha. Dạ. Em ngưỡng mộ anh lắm luôn á. Phải không? Dạ. Anh phải nói vậy đó. Phải bắt anh nói vậy đó. Nhiều khi anh nói cũng mệt lắm á. Nói anh em nha. Dạ. Rồi. Bên kia không có nói nhiều đâu. Bên kia dễ thương lắm. Nói dễ thương. Có gì đó. Gái đi với ai cưng? Chị em đi với em gái với bạn. Chị Ngọc Lan. Chào chú Nguyên Linh. Mình thấy nhà trai. Thấy nhà trai sao? Ừ. Dạ, nhìn anh dạ được thấy có không hút thuốc là thấy thích rồi. Phụ nữ thấy đàn ông không hút thuốc là thích rồi đó. Thấy phù hợp không? Phù hợp với chị em không? Dạ nhìn anh cũng được. Chị cứ cho anh cơ hội, hai anh hai chị cứ cho nhau cơ hội đi tìm hiểu sau ạ. Dạ trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đồng nghiệp cho công ty. Mình chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Rồi các bạn khán giả trong khán thính phòng. Coi như anh ơi, mình thấy cái cô bạn gái ở bên nhà gái này cũng khá xinh, rồi nhiều cái những cái giao tiếp mà thấy là rất là chững chạc. Anh cũng hy vọng là hai em là bấm nút cho nhau những cái cơ hội. Rồi bây giờ hai bên gặp nhau nha. Mở đầu. Bắt đầu đi An, chuẩn bị tinh thần nào. Tấn công. Hai em lên toàn thắng. Anh đến đây anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Anh thì trong tình yêu anh thích cái tông màu tím nên là hôm nay anh có mua hoa tím tặng dạ, em. Dạ cảm ơn anh. Còn đây là kẹo chua ngọt em tự làm để tặng anh. Em cũng mong là mình cũng có những cái tình yêu mà ngọt ngào và bên cạnh đó cũng có một chút vị chua để cho nó thú vị. Dạ cảm ơn anh. Em xin phép đọc. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu không thì bây giờ đã đến lúc em tin rồi. Vì anh chính là nạn nhân của tình yêu đó. Tối nghĩ sao viết câu đó vậy? Đây chị bỏ vô lại. Dạ. Hay lôi đâu trong sách ra. Nên rồi, là giờ đưa kẹo cho tôi quay qua kia còn có tiếng sét không? Làm gì ôm như ly kẹo hoài vậy?
Để đi kẹo đây coi. Ai ăn đâu sợ mất vậy? Em có cảm giác khi gặp anh không? Dạ, em cũng thấy anh trưởng thành và cũng thấy anh rất là dễ mến. Em nói lúc nãy là em quê ở Bình Thuận anh. Bình Thuận. Hiện tại em ở quận 3, em ở quận nào vậy? Dạ em làm quận 3 nhưng mà em ở quận 10. Em làm trên đường Cách Mạng 8. Anh thì ở Củ Chi. Chắc là cũng không xa lắm đâu. Dạ. Nếu mà hẹn hò với nhau thì em thường rảnh vào những dịp nào? Dạ, em thì làm hành chính từ thứ hai đến thứ sáu. Em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Cũng giống trùng hợp với anh. Dạ. Em có quan niệm gì về tình yêu hay không? Dạ, em tại vì rất là trùng hợp là anh ghi câu đó. Thật ra là em đang định hỏi anh là anh nghĩ gì về tình yêu sách đánh. Chết. Và anh nghĩ cái tình yêu sách đánh nó là cái cơ hội để mình để gặp nhau, để tìm hiểu. Nếu thì mà cảm thấy hợp thì sẽ tiến xa tình hơn. Yêu là có sự tìm hiểu với nhau và xem có phù hợp và thích đối phương những cái điểm gì, và sau đó là có thể chấp nhận đối phương những cái điểm gì mà không thích, thì lúc đó mình sẽ quyết định là có yêu nhau hay không, có bên nhau được lâu dài hay không. Thì em đánh giá cao về cái sự hài hòa giữa hai người. Lập gia đình thì em có dự định gì về, ví dụ như em ở đâu, có? Dạ thường thì con gái sẽ theo trai. Cho nên... Con gái thì... Cái gì con gái vậy? Chớ nghe con. Con gái theo chồng. Mà nói gì? Thường thì con gái theo trai. Nếu mà sau này á lập gia đình thì em có sợ phải làm dâu hay không? Dạ không, tại vì em nghĩ là thật ra là tình cảm á thì sẽ từ hai phía, nếu như mà em yêu thương và chăm sóc và có đạo hiếu thì em sẽ nhận được những cái đó. Bữa nào lên ăn bữa nha. Dạ. Đừng có làm sang. Đừng có ra dấu gì. Đừng có đem ra là biết rồi, không cần phải ra dấu nha. Nhiều bữa không? Dạ cũng vài cây. Khoảng hơn chục cây. Hơn chục cây là đất cũng khá rồi đó. Ngoài bữa thì có một số trái cây khác nữa. Đó. Cây gì nữa? Dừa. À. Chôm chôm. Dừa chôm chôm ra dấu sao? Không. Cái đó chôm chôm khó ra dấu. Trời. Ra dấu ngại. Đây, đây, đây. Cặp này dễ thương nè, đó. Chân nắm tay. Nắm chặt vô. Đừng ra dấu gì, ra hiệu ám hiệu gì hết nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình nhìn thẳng mắt em gái đi. Dạ, thì em đến đây em gặp bạn nữ này thì cũng khá là dễ thương. Em thấy cũng hợp với cái tính cách của em. Ừ. Nhưng mà bạn thì... ít nói một tí. Em vì nói chung em cũng muốn bạn nói nhiều một tí để giống như em cũng nói nhiều đấy. Em cũng là người ít nói, em cũng hay khá là trầm tính. Có nhiều dịp nào đó thì anh sẽ mời em về quê anh tham quan và hái trái cây. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tay được rồi đó. Yeah. Nắm đan tay gì cho đẹp nè. Đó. Đó, nắm về thấy nó tình cảm hơn nhiều ha. Thấy như sao? Dạ. Thấy ấm. Ấm đúng ấm. Không? Dạ. Không. Nãy giờ nghe lạnh mà giờ nắm tay nghe ấm. Kỳ quá ha. Nãy lạnh giờ ấm ha. Giờ hung cái nó ấm nữa nè. Hùng một cái là rực lửa luôn. Nào, Củ Chi vô chanh hùng một cái. Má cái trên má vô chanh hùng má đó. Trời ơi, ông tưởng đâu gì ông không làm cái rột. Đang sổ mũi hả? Không không. Thường không, thực ra này nè, cặp đôi này dễ thương lắm nha. Anh thấy thế này nè, bạn gái rất là trầm tính sâu sắc, còn em á thì vui vẻ ha, nhẹ nhàng. Hai người là anh nghĩ rằng ít có gây lộn nhau lắm á nha. Hai người này rất là hợp luôn á. Thôi cố gắng chăm sóc tình yêu này nha. Thật ra là tụi em rất là hợp với nhau về tất cả tính cách này kia, hỗ trợ cho nhau đó. Giống như hai mảnh ghép mà thiếu cái này thiếu kia ghép lại với nhau đó, nó vậy đó, nó tròn trịa lắm. Chúc em hạnh phúc nha. Hy vọng tụi anh sẽ được nhận cái thiệp mời đến Củ Chi ăn đám cưới nha. Dạ. Nhớ chuẩn bị bữa với chôm chôm nha. Dạ.
bữa đó đãi chị Lan. Rồi bây giờ là quà dành cho các bạn.